Ngày 24 tháng 6, thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Masato Kanda cho biết Nhật Bản sẵn sàng thực hiện các biện pháp thích hợp ứng phó với những biến động của đồng yên trong bối cảnh đồng tiền này đang gần chạm mốc tỷ giá 160 yên đổi một đô la Mỹ. Trước đây, khi tỷ giá chạm mức này, chính phủ Nhật Bản từng có biện pháp can thiệp nhằm kiềm chế đà giảm giá của đồng nội tệ. Theo ông Kanda, Việc đồng yên biến động nhanh sẽ gây ra những tác động tiêu cực đối với nền kinh tế khi mà thị trường trở nên thận trọng hơn trước và khả năng sẽ xảy ra một đợt mua vào đồng yên, bán ra đồng đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ hiện tại đang theo dõi sát sao những tác động đối với tình hình lạm phát khi đồng yên giảm giá mạnh. Một số quan chức cấp cao của BOJ cho rằng ngân hàng này cần phải xem xét tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát có khả năng gia tăng. Tuần trước, Mỹ đã đưa Nhật Bản trở lại danh sách các quốc gia cần theo dõi về động thái thao túng tiền tệ tuy nhiên các quan chức của nhật bản cho rằng điều này không đồng nghĩa với việc washington nhận thấy chính sách ngoại hối của tokyo có vấn đề